Chào mừng các bạn đã đến với channel. Trước đây thì mình đã có dịp cùng các bạn làm quen với một chiếc máy có sở hữu chứng chỉ bơi lội quốc tế IPX7 đến từ HTC mang tên là Butterfly 2. Tuy nhiên thì hôm đó chỉ có máy trần thôi, không có phụ kiện gì cả. Và giờ đây thì trên tay mình đang là một chiếc Butterfly 2 chính hãng Fullbox. Và mình sẽ cùng các bạn mở hộp để coi các bạn sẽ được những gì khi mua Butterfly 2. Và trên màn hình của các bạn đang là hộp của Butterfly 2. Vâng, một thiết kế bầu bĩnh tròn trĩnh rất là riêng của HTC. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có rất là nhiều con bướm 2 đủ màu sắc. Máy sẽ hỗ trợ 3 màu sắc đó là đỏ, xanh nước biển và màu trắng. Mình rất là thích màu đỏ, tuy nhiên thì đáng tiếc là ở thị trường Việt Nam các bạn sẽ chỉ có thể mua được phiên bản màu trắng và phiên bản màu xanh là thôi. Để có thể biết được chiếc máy ở trong hộp của chúng ta đang có là màu gì thì các bạn sẽ phải lật ra mặt sau. Và đây, chúng ta có một chiếc máy màu blue. Ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng sẽ có thêm những thông tin cơ bản về cấu hình. Chúng ta có con chip Snapdragon 801, tuy đã cũ nhưng vẫn rất là mạnh mẽ. Đi kèm với lại 2GB RAM. Bộ nhớ trong của máy thì sẽ là 16GB, có hỗ trợ thể nhớ ngoài. Về màn hình thì các bạn sẽ có 5 inch và độ phân giải Full HD. Camera thì đã không còn là Ultra Pixel 4.x ỏi nữa mà sẽ là Dual Camera với 13 megapixel. Rồi, đã đến lúc mở hộp và chiêm ngưỡng HTC Butterfly 2. Vâng, và đây là một con bướm 2 màu xanh, một màu xanh rất là độc đáo. Khi ở trong điều kiện rất là thiếu sáng thì có lẽ là các bạn sẽ chỉ nhìn thấy màu đen thôi. Tuy nhiên thì khi dài sáng thì nó sẽ có thêm sắc xanh. Cái mặt lưng của máy thì sẽ bám rất là nhiều vân tay bởi vì độ bóng bẩy của nó. Lát nữa chúng ta sẽ có nhiều thời gian để săm soi con bướm 2 màu xanh này hơn. Bây giờ thì sẽ là thời gian dành cho phụ kiện. Ngay bên dưới khay đựng máy thì chúng ta sẽ có một ngăn riêng rất là rộng, đựng rất là nhiều các thể loại sách vở rất là dụng. Còn ở ngăn thứ hai nhỏ hơn thì chúng ta sẽ có đầu tiên sẽ là một cái tai nghe. Tai nghe này là loại tai nghe nhét trong và dây chống rối. Đã lâu rồi thì HTC không thay đổi loại tai nghe đi kèm với lại những chiếc máy của hãng. Tiếp theo thì như thường lệ sẽ là một sợi dây cáp và củ sạc. Củ sạc của máy thì sẽ có điện áp là 1.5A. Rồi, và đó sẽ là tất cả phụ kiện đi kèm với lại con bướm 2. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc máy. Về cơ bản thì Butterfly 2 sẽ giống như một chiếc HTC One M8 với vỏ nhựa. Tuy nhiên thì không vì thế mà nó mất đi vẻ cao cấp hay là tạo cảm giác ọp ẹp khi cầm nắm. Nhựa được sử dụng ở trên thân máy là nhựa polycarbonate được hoàn thiện dưới dạng bóng bẩy, trông khá là cao cấp. Và do sở hữu bộ khung nguyên khối nên khi các bạn cầm, bóp hay là vặn xoắn các kiểu thì sẽ không thêm một chút ọp ẹp nào. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có cách sắp xếp các chi tiết y hệt với lại One M8. Hai camera đảm nhiệm nhiệm vụ chụp trước lấy nét sau này, đèn flash kép đua tông. Và ở phía dưới, chính giữa thân máy thì sẽ là logo HTC, một vị trí rất là trang trọng. So sánh với lại HTC One M8 thì chúng ta sẽ chỉ có hai điểm khác biệt ở mặt sau. Đó là thứ nhất, camera ở trên bướm 2 thì sẽ không sử dụng công nghệ không biết là hiện đại hay là hại điện Ultra Pixel nữa, mà thay vào đó thì sẽ là camera thường với 13 megapixel. Và điểm khác biệt thứ hai là hai đường chỉ nhựa chia cắt mặt lưng đã không còn. Thực tế thì mình không thích hai cái giải nhựa đó ở trên M8, cho nên là mình rất là ưng mặt lưng của con bướm 2, ngoại trừ một điểm là nó rất là dễ bám vân tay. Ở mặt trước thì chúng ta vẫn có một màn hình độ lớn 5 inch, độ phân giải Full HD, cũng vẫn là cặp loa boom sound ở trên và dưới màn hình giúp cho trải nghiệm xem phim ở trên bướm 2 rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì thiết kế loa đã không còn được đẹp như là ở trên M8, không còn là những lỗ nhỏ li ti được đục trực tiếp lên nhôm. Với con bướm 2 thì sẽ chỉ là một giải loa được ghép vào làm bằng nhựa, trông không được tinh tế cho lắm. Bàn một chút về màu xanh ở trên HTC Butterfly 2, đây là màu xanh thẫm và trong điều kiện thiếu ánh sáng các bạn sẽ chỉ thấy một màu đen hoàn toàn thôi, khá là nam tính, không phô trương. Trái ngược hẳn với lại bản màu đỏ nổi bật thu hút sự chú ý. Còn với bản con bướm 2 màu trắng thì trông lại hơi bị bình thường và không cao cấp cho lắm. Với Butterfly 2 thì ngoài khả năng chống nước thần thánh mà mình đã có dịp giới thiệu với các bạn ở trong video lần trước thì chúng ta còn có một tính năng rất hấp dẫn, đó là cổng hồng ngoại. Ở trên M8 thì phần cổng hồng ngoại này được làm rất là đẹp. Nó được ẩn phía bên dưới một giải nhựa bóng tạo ra điểm nhấn cho phần đỉnh. Còn với bướm 2 thì không được may mắn như thế. Cái cổng hồng ngoại này nằm lộ thiên luôn. Nhưng mà thôi, có mà xài là tốt rồi. Như vậy là mình đã vừa cùng các bạn đập hộp chiếc HTC Butterfly 2 bản chính hãng sắp có mặt trên thị trường. Với mức giá chỉ 6.600.000 đồng thì đây sẽ là một sự lựa chọn tốt. Thậm chí là còn tốt hơn cả HTC One M8 hay là M9, khi mà cả hai siêu phẩm này đều không có chống nước. Thêm nữa thì con chip Snapdragon 810 ở trên M9 lại không được ngon lành cho lắm. Những bạn nào quan tâm tới em bướm 2 này thì có thể tới các cửa hàng của Cybernet trên toàn quốc để có thể trực tiếp gặp em nó và trải nghiệm. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.